quyền vòng chung kết EURO 2020. Trước đó VTV đã mất rất nhiều thời gian để đàm phán với đối tác nhằm sở hữu bản quyền giải đấu tại Việt Nam và cuối cùng đã thành công. Theo hợp đồng được VTV công bố, VTV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA cấp bản quyền truyền thông vòng chung kết UEFA EURO 2020 trên lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể, VTV được UEFA cấp phép độc quyền truyền thông gồm truyền hình và phát thanh trên cơ sở miễn phí và trên hoặc trả tiền tất cả các chương trình liên quan tới vòng chung kết UEFA EURO 2020 trên mọi hạ tầng truyền dẫn như mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, internet, di động, quyền trình chiếu công cộng, khai thác trên mạng xã hội trong lãnh thổ Việt Nam. Các quy định cụ thể về quyền sở hữu của VTV như sau: VTV nắm giữ quyền truyền thông tất cả các chương trình trận đấu trực tiếp, trận đấu phát chậm, các chương trình tổng hợp trận đấu, các loại clip, tư liệu trận đấu các chương trình hỗ trợ, đồng hành, chương trình lễ bốc thăm, các TRAILER -E về vòng chung kết EURO 2020. VTV cũng có quyền khai thác, sử dụng hình ảnh, tư liệu vòng chung kết UEFA EURO 2020 theo quy định của UEFA. Đơn vị này cũng có quyền tạo ra và cung cấp các clip trận đấu, clip ngày thi đấu. VTV có quyền cấp phép lại bản quyền truyền thông vòng chung kết UEFA EURO 2020 cho các đơn vị thứ ba khai thác trong lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, để đảm bảo yêu cầu về vấn đề bản quyền, VTV cho biết họ đề nghị các đơn vị báo, đài, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình, các đơn vị khai thác clip có nhu cầu chia sẻ, sử dụng bản quyền truyền thông vòng chung kết UEFA EURO 2020 trong lãnh thổ Việt Nam phải làm việc với VTV. Vòng chung kết EURO 2020 sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến 12 tháng 7 năm 2020. Giải đấu là cuộc tranh tài của 24 đội tuyển tới từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Âu. 24 đội chia thành 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, hai đội xếp nhất nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Cùng với đó là 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Vòng chung kết EURO 2020 là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu được tổ chức ở 12 quốc gia thay vì một nước chủ nhà như thường lệ. London, Anh, là thành phố được ưu tiên nhất khi sân Wembley được lựa chọn tổ chức hai trận bán kết và chung kết.